khi chiều tới cần có một tiếng cười bên cuộc đời ta cứ đón mừng kỷ niệm 20 năm Tiên Phong khai mở và đồng hành phát triển cùng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, 20 năm hành trình thực hiện sứ mệnh đảm bảo lợi ích Việt và gắn kết yêu thương, Bảo Việt nhân thọ hân hạnh dành tặng quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt sinh nhật tuổi vàng rộn ràng quà tặng. Chương trình dành tặng riêng các khách hàng cá nhân tham gia hợp đồng mới đủ điều kiện tham dự trong thời gian từ mùng 1 tháng 6 đến ngày 29 tháng 8 năm 2016 với gần 500 giải thưởng cực kỳ hấp dẫn, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 5 tỷ đồng. Quý khách hàng tham gia hợp đồng trong thời gian từ mùng 2 tháng 6 đến 31 tháng 7 năm 2016 có phí bảo hiểm đầu tiên từ 4 triệu đồng và phí bảo hiểm định kỳ quy năm từ 7 triệu đồng trở lên sẽ có 3 cơ hội tham gia quay thưởng từ chương trình rộn ràng quà tặng. Cơ hội 1, với phí bảo hiểm định kỳ quy năm từ 7 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng, khách hàng có cơ hội nhận các giải thưởng gồm 200 giải may mắn là quạt cây đa năng Mitsubishi, 160 giải bình an máy giặt Panasonic cao cấp, 100 giải hạnh phúc TV LED Sony 40 inch. Cơ hội 2, với phí bảo hiểm định kỳ quy năm từ 10 triệu đồng đến dưới 15 triệu đồng, khách hàng có thêm cơ hội nhận 20 giải thành công xe máy phiên bản mới nhất Honda Blade. Cơ hội 3, với phí bảo hiểm định kỳ quy năm từ 15 triệu đồng trở lên, khách hàng có thêm cơ hội nhận giải thưởng đặc biệt nhân dịp 20 năm Bảo Việt nhân thọ, một giải Tiên Phong ô tô Toyota Vios G 2016 số tự động trị giá gần 800 triệu đồng. Niềm vui nối tiếp niềm vui, chào mừng tháng 8, tháng kỷ niệm sinh nhật 20 năm Bảo Việt nhân thọ. Với mỗi hợp đồng mới từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8 năm 2016 có phí bảo hiểm định kỳ quy năm từ 12 triệu đồng trở lên, quý khách hàng sẽ tiếp tục có cơ hội trúng thưởng từ chương trình sinh nhật tuổi vàng với một giải đẳng cấp xe ô tô Toyota Corolla Altis 1.8 CVT 2016 xe số tự động sang trọng và đẳng cấp trị giá gần 1 tỷ đồng. Bảo Việt nhân thọ sẽ tổ chức 3 đợt quay thưởng tại 20 cụm tỉnh thành trên cả nước dưới sự chứng kiến của đại diện các khách hàng. Hình thức quay thưởng, quay số ngẫu nhiên trên phần mềm quay số tích hợp tự động, quý khách hàng hoàn toàn yên tâm về tính chính xác và minh bạch của chương trình. Bảo Việt nhân thọ sẽ chi trả toàn bộ thuế thu nhập cá nhân cho các khách hàng trúng giải. Khách hàng không còn phải lo lắng đến những thủ tục phát sinh khi nhận được giải thưởng, bởi vậy niềm vui sẽ trọn vẹn hơn. Niềm vui của gia đình Việt là sứ mệnh của Bảo Việt nhân thọ. Chúng tôi nỗ lực không ngừng để gắn kết niềm vui, gắn kết yêu thương và xứng đáng là nơi để hàng triệu gia đình trên khắp Việt Nam trao gửi niềm tin. Mọi thông tin chi tiết khách hàng vui lòng tham khảo tại các tài liệu giới thiệu chương trình và gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng theo số 1900 558 899 nhánh số 4, truy cập website www.bảovietnhanthọ.com.vn hoặc đến công ty Bảo Việt Nhân Thọ gần nhất để được tư vấn đầy đủ về chương trình.